Cô Thảo chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con hoạt động tạo hình tô màu chiếc áo. Trước khi vào hoạt động, các con hãy cùng cô lắng nghe một câu đố nhé. Có cổ mà chẳng có đầu, có tay chẳng thấy chân đâu mới tài. Dù là già trẻ gái trai, mùa đông mùa hạ ai ai cũng cần. Đố các con biết đó là cái gì? À, đó chính là cái áo đấy. Các con cùng phát âm nào. Cái áo. Cái áo này có màu gì nhỉ? Màu vàng. Đây là bức tranh cô đã tô mẫu đấy. Các con hãy quan sát xem chiếc áo này như thế nào nhỉ? Chiếc áo này được cô tô màu rất đẹp đúng không? Chiếc áo được tô màu gì? Màu vàng. Còn túi áo thì được tô bằng màu xanh. Chiếc áo được cô tô kín ở trong hình vẽ của chiếc áo đấy. Để tô được chiếc áo, chúng ta cần những nguyên vật liệu sau đây. Tranh áo chưa tô màu. Bút sáp màu. Đầu tiên, cô chọn một chiếc bút sáp màu vàng. Tay phải, cô cầm bút. Tay trái, cô giữ bức tranh. Cô tô từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải. Tô nhẹ nhàng, khéo léo để không bị trơm màu ra ngoài. Tô xong cổ áo, cô tô đến phần thân áo. Cô cũng tô nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải, cô tô đều nét. Khi tô, các con chú ý ngồi thẳng, mắt không cúi quá nhé. Vậy là cô đã tô xong phần thân áo rồi. Cô chọn bút màu xanh để tô phần túi áo nhé. Cô tô nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải. Vậy là cô đã tô xong chiếc áo rồi. Vừa rồi, cô vừa hướng dẫn các con hoạt động tạo hình tô màu chiếc áo. Cô hy vọng rằng các con sẽ tô được những chiếc áo thật là đẹp. Sau khi tô xong, các con nhờ bố mẹ chụp ảnh gửi lên nhóm lớp để cho các cô và các bạn cùng xem nhé. Còn bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau.